bạn đang được tham quan một ngôi chùa nhân dịp lễ Tết Trôi Chăm Thơ Mây, là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Trôi nghĩa là vào, Chăm Thơ Mây là năm mới. Hàng năm lễ hội này thường diễn ra vào khoảng giữa tháng 4 dương lịch, bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống và trò chơi dân gian. Xuất phát từ mục đích cầu xin mùa khô qua mau để có thể bắt đầu mùa vụ mới. Đây là một khúc nhạc được ghi lại sau khi mà tham quan chùa nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.